Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên đề an toàn giao thông của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Trong chuyên đề hôm nay, chúng tôi sẽ phản ánh về thực trạng nhiều tuyến đường xuống cấp gây cản trở lưu thông. Trước hết là một số thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 8 năm 2023 vừa qua, thông tư số 24 năm 2023 của Bộ Công an quy định về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, biển số định danh là loại biển 5 số hiện nay được cấp theo mã định danh của chủ xe và sử dụng suốt đời. Biển số định danh là biển số có ký hiệu series biển số kích thước của chữ và số màu biển số. Nói một cách dễ hiểu, biển số định danh vẫn được cấp theo dạng giống như trước, chỉ khác nhau về cách quản lý. Trước đây, xe nào thì biển số đó, giờ thì người nào biển số đó. Biển số xe sẽ đi theo người. Biển số định danh sẽ được sử dụng suốt đời, không được phép mua bán hoặc chuyển nhượng biển số xe. Chủ xe chỉ được phép chuyển quyền sở hữu xe nhưng phải giữ lại đăng ký biển số xe. Sau đó nộp lại đăng ký và biển số xe cho cơ quan công an để làm thủ tục thu hồi và sẽ cấp lại khi chủ xe đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình. Biển số định danh sẽ được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 5 năm kể từ ngày thu hồi. Quá thời hạn nêu trên, nếu chủ xe chưa đăng ký thì số biển định danh đó được chuyển vào kho biển số để đăng ký cấp cho tổ chức cá nhân theo quy định. Đối với một người sở hữu nhiều xe thì mỗi xe vẫn một biển số và các biển số đó cũng được quản lý theo mã định danh của chủ xe. Đối với xe đã đăng ký biển 3 hoặc 4 số sẽ tiếp tục được phép tham gia giao thông trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh hoặc khi chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe hoặc đăng ký sang tên di chuyển xe theo quy định của thông tư trên thì thực hiện thu hồi biển 3 hoặc 4 số đó và cấp đổi sang biển số định danh theo quy định. Theo Điều 22 dự thảo thông tư quy định về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới của Bộ Công an đang được lấy ý kiến đóng góp thay thế thông tư số 58 ngày 16 tháng 6 năm 2020, có 8 trường hợp được đề xuất phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký biển số xe, cụ thể như sau. Thứ nhất, xe hỏng không sử dụng được, xe bị phá hủy do nguyên nhân khách quan. Thứ hai, xe hết niên hạn sử dụng hoặc không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật. Thứ ba, xe bị mất cấp, chiếm đoạt, không tìm được. Chủ xe đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe. Thứ tư, xe miễn thuế nhập khẩu hoặc xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất. Thứ năm, xe đăng ký tại các khu kinh tế, thương mại đặc biệt hoặc khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam. Thứ sáu, xe đăng ký sang tên, di chuyển đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác. Thứ bảy, xe tháo khung để đăng ký cho xe khác. Thứ tám, xe đã đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc xe có kết luận của cơ quan có thẩm quyền số máy, số khung bị cắt hàng, đục lại, tẩy xóa hoặc cấp biển số không đúng quy định. Thưa quý vị và các bạn, phía sau tai nạn giao thông là những mất mát, ám ảnh không có gì bù đắp được. Em Nguyễn Thúy Đan ở ấp Tân Thành A, xã Tạ An Khương Nam, huyện Đầm Dơi đã phải dùng chính nghị lực của mình để vượt qua nỗi ám ảnh, vươn lên trong cuộc sống, trong học tập. Em Nguyễn Thúy Đan, sinh năm 2005, ở ấp Tân Thành A, xã Tạ An Khương Nam, huyện Đầm Dơi, bị tai nạn giao thông vào tháng 2 năm 2023 và buộc phải tháo khớp từ đầu gối của chân phải. Người thân trong gia đình rất buồn và lo lắng cho em. Nhưng sau thời gian điều trị, tinh thần của em đang ổn định trở lại. Để tiện đi lại, gia đình đã lắp cho em chiếc chân tạo hình. Trên lúc đi đến chùa thì con có quẹo qua chợ để đi đổ xăng. Trong lúc đổ xăng thì con có vô tình gặp chú vé số do kiểu như bắt chợt quá, con chưa kịp đạp thắng kịp cho nên là cái chân con nó vướng vào cái thắng, nó bị trượt đi rồi nó quắn vô cái thắng dẫn đến là bị gãy chân. Lúc đầu tụi mình gãy chân nhưng mà sau đó thì bác sĩ nói là bị tắc nghẽn mạch máu rồi xong là chảy máu trong nên dẫn đến ngoại tử. Tao thương dữ dằn lắm, chị trên bệnh viện này chị xỉu luôn đó, không thể nào mà nói nổi. Thì mong muốn nói anh xin nó học được thành tài ra trường có việc làm cho tao bản thân đó.
Khi tai nạn giao thông xảy ra cũng là lúc em đang chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học. Gia đình tưởng chừng em không thể hoàn thành kỳ thi và đạt được ước nguyện của mình là đỗ vào đại học. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực cố gắng của mình, Đan đã thi đỗ số điểm trung học phổ thông khá cao và đỗ vào trường Đại học Nam Cần Thơ. Khuyến cáo với các em thì khi tham gia giao thông phải hiểu luật giao thông và qua đó thì cũng gặp tai nạn thì mất đi một phần thân thể thì đối với việc học tập thì rất là khó khăn đối với các em. Những vụ tai nạn giao thông có tỷ lệ thương tật cao, mất đi một phần thân thể, để lại di chứng cho nhiều người. Nhưng không phải ai cũng vượt qua được nỗi đau ấy. Nỗ lực của em Nguyễn Thúy Đan sau tai nạn là điều đáng được ghi nhận. Thưa quý vị và các bạn, tuyến đường từ thị trấn Đầm Dơi đi xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi có chiều dài gần 18 km là tuyến đường cấp 5 đồng bằng, được xây dựng từ năm 2005. Sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng, hàng năm đều duy tu sửa chữa nhưng đã xuống cấp nghiêm trọng nhiều năm qua. Mặc dù đã được phê duyệt chủ trương xây dựng mặt đường bê tông cốt thép nhưng do khó khăn về nguồn vốn nên nhiều đoạn vẫn đang trong tình trạng xuống cấp. Sau những đám mưa, đợt triều cường, mặt đường xuất hiện dày đặc, ổ voi, ổ gà gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Bên cạnh đó, hàng ngày có nhiều xe tải, phương tiện vận chuyển tôm, vật liệu xây dựng lưu thông, càng làm cho tuyến đường Đầm Dơi - Thanh Tùng xuống cấp nghiêm trọng hơn. Từ nguồn vốn phân bổ của tỉnh đã thực hiện duy tu sửa chữa 10 tỷ đồng, nhưng trên những đoạn sửa chữa tiếp tục xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Năm 2022, huyện Đầm Dơi đã thay đổi thiết kế sửa chữa, nâng cấp, chuyển sang xây dựng bê tông cốt thép ngang 4,5m, đã thực hiện một số đoạn xuống cấp nghiêm trọng với chiều dài gần 4 km. Những đoạn đã hoàn thành, người dân rất vui mừng vì đi lại dễ dàng. Ổ nhựa thì làm trước thì hư thì sao, sửa trước thì hư thì sao à, dân đi lại khó khăn lắm, kẹt xe đồ tùm lum hết. Bây giờ yêu cầu nhà nước làm được cái lỗ bê tông này nó dài được thì rất là tốt cho người dân đi lại dễ dàng. Nhà nước làm đổ một tiếng lộ nhựa bê tông 4,5m này thì quá tốt. Với phần là học sinh với phụ huynh là đưa con em đi học không có bị ngập nước với còn kẹt xe nữa. Trước thực trạng của tuyến đường ô tô Đầm Dơi - Thanh Tùng, Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Đầm Dơi tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện lập dự án, dự toán, thiết kế kỹ thuật theo phương thức từ lộ nhựa cấp 5 đồng bằng chuyển sang xây dựng mặt đường bê tông cốt thép ngang 4,5m, chiều dài gần 18 km, tổng vốn đầu tư 119 tỷ đồng đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt triển khai xây dựng. Tuyến lộ Đầm Dơi - Thanh Tùng đó là trước đây làm lộ nhựa đó là nó không có đảm bảo lâu dài. Lý do là cái nhất là do cái phần đất nền nó yếu, rồi cái thứ hai nó là chảy nhựa lên nó là xe tải nó sẽ đi đó thì sẽ bị lúng, ví dụ hai chiếc qua mặt nó sẽ bị lúng. Thì được cái chủ trương của huyện là đã mở rộng bằng bê tông, xây lên bê tông, thì hiện nay đối với cái bê tông đó là nó sẽ đảm bảo được cái lưu lượng là cái xe tải trọng tải, thì cái đường phần đường đó thì đã vững chắc. Cái nhất, cái thứ hai nó cũng đảm bảo là cho cái điều kiện bà con đi lại nó dễ dàng hơn. Tuy nhiên do khó khăn về ngân sách nên công tác đầu tư xây dựng còn nhiều khó khăn. Người dân mong muốn tuyến đường Đầm Dơi - Thanh Tùng đấu nối về xã Quách Phẩm đến xã Hiệp Tùng, huyện Nam Căn sớm được nâng cấp để đảm bảo an toàn khi lưu thông. Hiện nay tuyến đường Mậu Thân đoạn từ dòng xoay ngã tư giữa đường Nguyễn Trãi với đường Mậu Thân đến dòng xoay vành đai 2 thuộc phường 9 và phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau cũng xuống cấp nghiêm trọng. Một ma trận ổ gà như thế này xuất hiện trên đường Mậu Thân, thành phố Cà Mau. Rất là nhiều trường hợp tự té ngã, va chạm, gây đến mất trật tự an toàn giao thông trong thời gian qua. Người dân ở đây yêu cầu tuyến đường cần sớm được duy tu sửa chữa kịp thời để đi lại an toàn. Trên tuyến đường Mậu Thân có chiều dài khoảng 4 km xuất hiện nhiều đoạn xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều ổ gà, ổ voi nằm ngổn ngang liên tiếp.
đá xô bồ đổ trên mặt đường chưa được xe lưu cán. Việc thi công sửa chữa tuyến đường không đồng bộ, đoạn thì đổ đá trám ổ gà, đoạn thì cán bê tông nên hiện trạng đoạn đường như bị băm nát. Người dân cho biết trên đoạn đường này liên tục xảy ra các vụ tự té ngã, va chạm giao thông, nhất là đối với phương tiện xe máy khi lưu thông vào giờ cao điểm hoặc vào ban đêm. Nguy hiểm hơn, khi trời mưa, ổ gà, ổ voi đọng nước, người tham gia giao thông không thể quan sát để tránh. Dân chạy không được, ra té, đi chợ, nó búa, người ta không dám đi. Rồi hôm kia thì có một chiếc xe ấy nó gắn máy rồi nó hụ ra làm cái gầm đi ra thì thấy hai người té. Nhưng khi mình đi là nước nó mưa gì là nước nó ngập, là như chỗ là sâu mình không biết, mình chạy có thể bị lúng, té rất nguy hiểm. Tôi đi ngang đây tôi thấy người, bà con, người già, người yếu với hơn nữa là những em bé đi học, học sinh á, có nghĩa là nó té ngã rất nhiều, thậm chí tôi còn giúp đỡ nữa. Do đây là tuyến đường lưu thông chính, nối trung tâm huyện U Minh, đường hành lang gian biển phía Nam hay còn gọi là đường Xuyên Á và cụm khí điện Đạm với trung tâm thành phố Cà Mau, quảng lộ Phụng Hiệp và quốc lộ 1, nên hàng ngày có rất đông phương tiện có tải trọng lớn lưu thông. Điều này khiến cho tuyến đường đã xuống cấp kéo dài từ nhiều năm, nay trở nên nghiêm trọng hơn. Việc đi lại của người dân vì thế càng khó khăn và nguy hiểm hơn. Không làm lại cho dân đi. Đưa cho mà con cái rồi đi học cho nó dễ. Chứ khi đi, khi chợ té thì chở con về nó thì con cái người ta không có thời gian đi học. Em yêu cầu là cấp trên lãnh đạo có cái bước tiến gì đó để mà mình sửa sang lại cái đường này cho bà con đi lại cho nó dễ dàng hơn. Tôi yêu cầu cấp trên, có nghĩa là quan tâm tới, có nghĩa là sửa chữa đường xá này cho bà con đi thông thương, học sinh đồ đi học rất dễ dàng. Qua tìm hiểu được biết, nhiều năm trước, khi tuyến đường Mậu Thân vừa xuống cấp thì đã được sửa chữa bằng cách lắp nhựa, sau đó chuyển sang nâng cấp bằng bê tông cốt thép. Nhưng chỉ sửa chữa một số đoạn, những đoạn còn lại tình trạng bong tróc hư hỏng đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng hơn. Chuyên đề an toàn giao thông kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại chuyên đề kỳ sau. Xin kính chào tạm biệt.